Theo Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, tên lửa mới đây nhất được Triều Tiên bắn thử có tên gọi Tan-23, với tầm phóng có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và nhiều khu vực của Nhật Bản. Điều này chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho lực lượng đồn trú của Mỹ tại đây. Tuy nhiên, ông Bolton cũng nhấn mạnh, các vụ thử tên lửa của Triều Tiên không phá vỡ cam kết của nhà lãnh đạo Kim Jong Un với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo giới phân tích, đây là dấu hiệu cho thấy Washington vẫn muốn tiếp tục đối thoại với Bình Nhưỡng. Liên quan tới tiến trình này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán cấp chuyên viên về vấn đề hạt nhân giữa hai bên sẽ sớm đưa tái khởi động. Ông nhấn mạnh, vấn đề thực sự là liệu Bình Nhưỡng có đưa ra quyết định chiến lược rõ ràng nhằm từ bỏ vũ khí hạt nhân hay không.